Nào bây giờ chú hô thì các cháu hô theo chú nhá, cháu giống như kiểu hồi nãy nhá. Nào. Chúng cháu chào các ông các bà. Chưa đều lắm. Nào, lại nhá. Lại. Chúng cháu chào các ông các bà. Các cô các bác ạ. Úi giời ơi, to hết cả khu này rồi đấy. Cháu Tuấn xin được kính chào toàn thể các bác, cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi ở trên cả hai kênh. Ngày hôm nay thì hai cậu cháu lại có dịp gặp nhau ở nhà của A Cớ cũng như là nhà của các cháu Xính, Mỉ và Minh. Tuy nhiên ngày hôm nay là một số đặc biệt, không chỉ có các cháu nhỏ ở nhà của Xính, nhà của A Cớ, A Hờ, A Sử nữa mà còn có các cháu của cả trong cái thôn này luôn. Và ngày hôm nay có một cái phần quà rất là đặc biệt từ cô giấu tên Hà Nội gửi đến cho các cháu nhỏ ở đây để tổ chức cho các cháu một buổi trung thu. Đó. Và ở bên cạnh cháu Tuấn đây là khoảng tầm trên dưới 50 bạn nhỏ ở trong thôn. Và có các bậc phụ huynh đưa các cháu đến đây. Đó, rất là đông luôn. Và thực sự là các cháu rất là vui đấy. Xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người đang theo dõi video trên cả hai kênh. Phải nói là ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của hai cậu cháu. Có lẽ là các cháu ở cái trong thôn này thì hôm nay là lần đầu tiên các cháu được tổ chức một cái Tết Trung Thu gọi là hoành tráng như thế này. Phải nói mình nhớ dùng cái từ hoành tráng. Hiện tại thì cái không khí Trung Thu của các cháu ở trên cả nước, trên mọi miền tổ quốc nói chung ấy thì đã nhộn nhịp từ những cái tuần trước rồi. Rồi các cháu ở thành thị hoặc là thành phố là đã rước đèn từ cách đây một tuần rồi các bạn ạ. Nhưng mà các cháu ở vùng sâu vùng xa thì hơi thiệt thòi một chút về cái điều kiện địa lý, phải nói là như vậy, không được thuận lợi nên là cái việc đón Tết Trung Thu của các cháu thì cũng có những phần là cũng chưa được như các bạn ở ngoài thành thị. Đấy, ngày hôm nay thì Minh Hiếu cùng với cháu Tuấn thì cũng quyết định sau khi trao đổi với trưởng thôn, với bí thư đấy, và có những cái sự thống nhất và quyết định tổ chức Trung Thu cho các cháu ở tại nhà của em Cớ luôn. Đấy, ngoài những cái phần quà của các cô các bác gửi gắm trên kênh của cháu Tuấn ấy, thì với những cái tình cảm đặc biệt của các cô các bác để dành tặng cho các cháu ở nơi vùng sâu vùng xa thì có những cái món quà rất là ý nghĩa và rất là đẹp luôn các bác ạ. Những cái chiếc đèn ông sao của kênh của cháu Tuấn này hiện tại thì cũng đã ở đây rồi. Đấy, các cháu cũng rất là ngoan rồi. Đấy, bạn ấy các bác cũng đã được xem ở phần đầu rồi, các cháu rất là ngoan. Đấy, những cái câu chào rất là to luôn các bác ạ. Đấy, phải nói là rất tuyệt vời. Có lẽ là bây giờ cho các cháu vào trong xếp hàng đi nhỉ. Xếp hàng. Vào trong xong rồi mình phát đèn ông sao cho các cháu đi rước đèn tí xong rồi về là đèn, bởi vì là bây giờ là cũng chuẩn bị mưa rồi mọi người. Mưa rồi, sợ các bạn mưa. Mấy ngày hôm nay là mưa liên tục. Đấy, bây giờ là đi hay là đứng ở đây luôn? Được, nhưng mà bây giờ các cháu chia làm hai hàng đi. Xếp hàng nhá. Hai hàng đi, ô hàng thôi. Nào, ô hàng thôi. Nào, đâu? Ô hàng theo chú nào. Đây. Ô hàng đây. Ô hàng thôi. Nào. Ô hàng nào. Xếp hai hàng đây nào. Ô hàng nào. Nào, xếp hai hàng nào. Úi giời. Xếp đằng sau đây. Ở bên này nữa nào. Xếp đằng sau chú nhá. Đây là lâu đầu tư. Đúng rồi, xếp. Rồi. Hai hàng cũng được. Hai hàng. Dán ra một tí. Hai hàng dài. Đúng rồi. Đây. Cháu nào cũng có phần nào. Xếp làm hai hàng nào. Cháu lớn thì ở đằng sau nhá. Bạn nào cũng có nhá. Đâu. Cậu này ở đây luôn đi, hàng đầu đi. Cái này xem nào. Từ từ nhá. Rồi. Thắng rồi. Ôi rồi, quá thắng rồi. Đây. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4
các cháu có thích cái đèn này không? Có đèn này. Hô to lên. Có. Thế có biết hát không? Có biết hát không? Có biết hát luôn. Có biết hát luôn à? Thế bây giờ hát nhá. Bây giờ hát nhá. Nào hát nhá. Hát hát thử xong rồi tí đi rước đèn. Nhá, bây giờ hát thử xem có biết hát không nhá. Hát đều vào nhớ chưa? Hát to, hát đều vào nhớ chưa? Ôi dồi ôi, ô tô này. Nhớ chưa? Ok. Nào, Tuấn bắt nhịp. Quản ca, quản ca. Quản ca nào. Nào, bây giờ hát thử câu nhá. Nào, hát theo chú nhá. Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu. Không, không, có vẻ là không đều lắm, Tuấn ạ. Chưa đều lắm. Chưa đều lắm, chưa đều lắm. Chưa đều lắm. Bây giờ là khả năng phải tập một tí nữa mà đi rước đèn được. Bây giờ có lẽ là phát đèn cho các cháu trước nhỉ. Rồi. Được rồi. Đây đứng vào đây, bạn bé này. Bé gái. Ôi giời. Bạn nào lớn lớn thì thôi cái đèn này cho các cháu nhỏ trước đã nhá. Bạn nào nếu mà thiếu thì bạn nào lớn lớn, ví dụ như bạn lớn lớn ở cuối kia là nhường cho các em nhớ chưa? Được không? Hả? Sợ thiếu. Đây, bạn này. Này, cho một cái trước này, nhiều này. Đây có biết xin không? Ôi giời ơi. Xin à? Xin. Có lấy không? Xin. Ôi chắc là sợ cái này rồi. Xin thôi. Bạn này đi, bạn này này, chú cho một cái này. Sợ à? Ồ. Nhỏ quá. Cầm. Đây, cái này không sao. Đây. Cầm nhá. Có những cái thì này. Bấm như này này, thấy chưa? Đây. Thấy. Đó. Nào. Tao cầm đèn lên bắt đầu hát nhá. Nào, Mitu. Nào, Mitu. Mitu. Xin nào. Cháu xin chú nào hay nào. Học lớp mấy rồi? Bạn này không biết nói à? Mầm non à, đây. Đây, này. Đấy. Cái to hình như là không sáng được. Lần đầu tiên được sở hữu chiếc đèn ông sao xịn sò như thế này. Nào. Các cháu là chưa. Nào, cháu này nào. Cháu xin chú. Đấy, ngoan thế nhỉ. Bạn này hình như gặp ở đâu rồi nhỉ? Bạn gái này hình như gặp ở đâu. Ô, bé này có lấy một cái anh nhỉ. Đây. Này. Có thích không? Có thích cái này không? Tay nhá. Ô, sợ nhỉ. Bạch tay nhá. À. Đúng rồi. Đó. Được. Nào, bạn nhỏ này nào. Rồi, úi dồi ôi, tuyệt vời quá. Được. Này. Biết xin nhá. Đây. Biết trả lời đó. Chưa. Rồi, con của A Sứ. Đấy. Ok. Thấy chưa? Thấy nó sáng. Ô, cái này tự nhiên sao lại không sáng nhỉ? Nào. Bé già chứ. À, kéo cái này. Kéo rồi. Nhưng mà tí nữa phải hát được chưa? Nào. Tí nữa là phải hát to vào thì chú mới cho đi rước đèn nhá. Nào. Mỗi người cầm một cái nhá. Nào, đây nào. Úi rồi, chợt hẹp quá, lùi ra đằng sau thêm một tí nào. Chợt quá rồi. Ui, bên này ấm quá rồi. Hai tay khoanh tay vào nhá. Cháu xin chú. Rồi. Cháu xin chú. Rồi. Nào. Ô, cái này thiếu pin nhá. Cái này mai đi lắp pin vào đây nhá. Nhớ chưa? Nào. Nhớ chưa? Bạn này nào. Úi dồi ôi, bạn này xinh quá. Trời, đang thiếu pin. Nào. Đây bạn này. Rồi. Thiếu pin nhá, lắp pin vào đây nhá. Biết không? Lắp pin vào đây là nó sáng này nhá. Bạn này nào. Không được hỏng nhá. Bạn này đây, có những cái thì nó thiếu pin. Hiểu không? Nào. Rồi. Quá xịn sò rồi. Nào. Rồi. Ôi bạn này lớn thì không biết xin à. Đây, rồi. Mitu này, Mitu. Được. Rồi. Ôi từ. Nào, cho bạn này. Ui, đi. Cái này lại sáng rồi đây này. Nào. Tí nữa chia nhau chơi nhá. Cái này xem nào, ấn xem nó có sáng không nào. Ô, thế không. Nào. Phải xin một cái. Không xin thì chú không có cháu. Ok, rồi ok. Không xin thì chú không cho đâu. À, cái nào là đầu con thỏ là chưa có pin à? Ôi giời ơi, ô tô này. À. Được.
Thế cầm chơi tạ. Hết rồi Tuấn ơi. Đây còn. Đây còn một thùng nữa. Ôi giời ơi, tuyệt vời quá nha. Đây còn một thùng đấy, nữa, không biết là còn bao nhiêu bạn, nhưng mà bạn đằng sau, mấy bạn đằng sau toàn mấy bạn lớn thì từ từ đã. Để đâu sao ngày xưa chú còn phải khác làm không đủ thì không chia đúng không? Nào, bạn nhỏ này nào. Ừ. Đẹp chưa? Cụ nhiều này có chưa? Nào. Cháu xin chú. Cụ nhiều này có chưa? Chú. Rồi. Hết chưa? Đến bạn nào rồi? Đây bên này. Bên này có mấy bạn. Nào. Bạn này có chưa? Rồi. Nhá, cái này không được nghịch nhá, về mua pin và lắp vào đây nhá. Nào. Tối mai tối ngày kia vẫn chơi được bình thường mà. Ôi, còn 4 cái, 5 cái nữa, thoải mái. Nhưng mà chia thằng nhỏ thì cho nó. Ừ, mình này. Rồi. 1 2 3 4. Ồ, thế thì bạn lớn thì thôi đã nha. Nào. Rồi. Bây giờ có 3 bạn nữ này thôi, hai cậu nam nhường cho 2 bạn nữ nhá. Thiếu đúng 2 cái. Ừ. Rồi. Nào. 2 cái à. Hai bạn kia đó cho nó. Rồi. Cái hai bạn kia nó đi. Ồ. Hết rồi nha. Ô, 2 bạn nam lớn rồi được. Không cảm nhá. Lớp 6 chưa học, lớp 6 chưa? Tí nữa chia nhau chơi nhớ chưa? Chia nhau chơi nhá. Lớp 5. Lớp 5 là được rồi. Cái. Dành cho các bạn nhỏ trước đã. Bây giờ là tập hát nhá. Tập hát nhớ chưa? Đây. Phải như cậu này đây. Phải như cậu này này mới đúng trung thu này. Ao, tưng bừng quá đúng không? Đèn đẹp không? Các cháu đèn đẹp không? Đẹp. Nào, các cháu sao? Các cháu có thấy đèn ông sao đẹp không ạ? Đẹp không? Đẹp. Hô to lên, có đẹp không ạ? Có đẹp không? Hô to lên xem nào, có đẹp không? Có đẹp không? Chưa được đều lắm. Có đẹp không ạ? Đẹp. Ôi giời ơi, thế là được rồi. Nào, của cháu này. Đấy, bây giờ là xếp thành một hàng đi, xong rồi mình đi rước đèn một tí cho nó không phải xếp hạt, nhưng mà từ trái sang phải hay là đi cộng một đúng không? Hai hàng khó, cho đi một hàng thôi, một hàng thôi cho đi dài. Một đi một hàng nào, bây giờ cậu Hiếu đấy. Đi chưa đấy? Bây giờ đi nhá. Bây giờ đi nhá. Lo nhá. Đi theo sau nhá. Nào. Trước đèn ông sao sao từ. Mà. Cái này dài. Nào đi nào. Đi nhá. Nào. Hát to nhá, hát to nhá. Hát to lên nhá. Trước đèn ông sao sao năm cánh tươi màu. Hát bài đi. Nào, nhớ nghe hát nhá. Nào, từ từ đã tí tí rồi. Nào, về đi. Nào. Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu. Cán đầy rồi. Nào, đi. Em cầm đèn. Ui, nhỏ thì thích thì đi, không thích thì thôi nhá. Nhỏ quá thì thôi nhá. Màu của đêm rằm liên hoan. Tiếp. Tùng Dinh Dinh như nào nhỉ? Quá dài quá, 50 bạn, Tùng 60 bạn liền. Quên à? Tùng Dinh. Tức là đầu trên nói gì mình không biết rồi. Ôi các phụ huynh đợi đây tí nhá. Hay là thích lên cùng với các cháu cho vui. Tùng Dinh Dinh, tùng Dinh Dinh. Ánh sao bác hồ tỏa sáng nơi nơi. Ôi, đi hát chưa? Nào. Chưa biết hát phải không? Đấy, phải nói nếu mà trời buổi tối mà tối một tí là đẹp các bác ạ. Thực ra ôi, về đây qua đây. Thực ra là đấy. Trời sắp mưa rồi nên là rất là khó khó làm ạ. Không, để tối một tí là đẹp. Nào, xếp thành một hàng các cháu ơi, xếp thành một hàng nào. Xếp hàng nha. Ừ. Úi giời. Mà mu. Ôi giời, mu say á. Mu đi. Nào, đây, nào, lo nè. Nào, hát tiếp nào. Chiếc đèn em cầm đèn sao sao năm cánh tươi màu.
Can đây rất dài, can cao quá đầu. Em cầm đèn sao ép hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan. Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng, dinh dinh. Đây ánh sao vui chiếu xa sang người. Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng, dinh dinh. Ánh sao bác hồ tỏa sang nơi nơi. Hát to. Ôi sắp đến chưa? Hát bé quá. Hát bé quá. Không, tại các cháu giàn trải nên là không có tinh thần lây lan rồi. Hát to vào nha, hát to vào mới có kẹo ăn, nhớ chưa? Các cháu nhớ chưa? Úi giời ơi. Nào các cháu ơi, say nào, say nào. Buồn say sao nào, úi giời. Rất tuyệt vời. Đến với những cái các ở những cái xóm bản vùng cao. Lần đầu tiên được cái này mà buổi tối thì phải nói là rực rỡ, quá đẹp luôn mọi người. Đây. Bây giờ tuyệt vời. Cùng với sự kết hợp cũng như là sự hỗ trợ của các cô các bác mạnh thường đông quá, đông quá. Rồi ôi. Này tối một tí thì tuyệt vời. Thùng bánh kẹo đến gửi đến các cháu ở nơi vùng cao, vùng sâu, vùng xa như này. Ôi ôi ôi. Các cháu đi nhanh quá. Các cháu đi nhanh quá. Ôi giời. Em cầm đèn. Đẹp chưa, đẹp không? Thích không? Em hát vang vang. Các cháu vang. Có thích không? Ánh sáng à? Tươi màu à? Của đêm rằm liên hoan. Nào bắt đầu nhá. Tùng dinh dinh. Nào nào lại lại nhá. Nào bắt đầu nhá. Tùng dinh dinh, tùng 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 dinh dinh. Đây ánh sao vui chiếu xa sang người. Tùng dinh dinh, tùng 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 dinh dinh. Ánh sao ban hồ tỏa sáng nơi nơi. Rồi được rồi, nào các cháu ơi, nào hàng đằng trước dừng lại nhá. Rồi các cháu về đây đây. Không, từ từ. Quay quay đằng sau quay, không dồn, vẫn xếp hàng vào, vẫn xếp hàng vào nhá. Nào, đằng sau quay đây. Đằng sau quay nào, từ từ, rồi từ từ, chưa được về đâu. Nào, bình tĩnh nhá. Bây giờ cháu nào đi sau thì bây giờ lại sẽ thành đi trước nhá. Đấy, các cháu đi thật đông vào nhá. Bây giờ có vẻ là một hàng thì dài quá cậu Hiếu ạ. Các cháu không có tinh thần. Bây giờ cứ dồn đi. Dồn à? Dồn đi. Nào các nào, cháu về đây nào. Nào. Rồi. Nào. Cô giáo bảo như nào này, học sinh ngoan. Học sinh ngoan là như nào? Nào nào mấy bạn. Rồi, o hàng. Rồi. O hàng, trật tự nhá, làm o hàng nhá. Rồi, đúng rồi. O hàng nhá. Hai hàng đi, đường rộng mà. O hàng nhá, nhớ chưa? O hàng nhá. O hàng. À mấy bạn nữ này luôn. Thôi. Nào, o hàng nào. O hàng nhá. Nào. Xong rồi mà mồ nhá. Xong rồi cùng hát theo chú Hiếu nhá. Nào. Chiếc đèn ông sao sao năm cánh. Nào các cháu chú ý, các cháu chú ý nào. Cán đây rất dài, cán cào qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan. Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu. Cán đây rất nào, dài. Nào các cháu hát theo nhá, hát theo chủ yếu nhá. Đầu em cầm đèn. Nào các bạn kia về nhanh lên nào, về nhanh lên nào. Vang vang. Ánh sáng tươi màu của đêm rằm liên hoan. 2 3. Tùng dinh dinh, tùng dinh dinh. Đây ánh sao vui chiếu xa sang người. Tùng dinh dinh, dinh dinh, tùng dinh dinh. Ánh sao sáng ngời tỏa khắp nơi nơi. Nào các cháu ơi, các cháu ở tốp đằng sau này không nói chuyện nào, say say nào. Nào đi say nha, nha. Mù chi cháu. Các cháu có vui không? Ui giời ơi. Mê mê mù mà máu. Mà mua. Bây giờ là đi rước đèn về bắt đầu mới phá cố nhá. Là 4 thôi à? Không, bố họ lũ hồ à? Ô, các bạn nhỏ này cũng thích đi rước đèn quá. Mặc dù rất là nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi. Có thích không? Có thích đi rước đèn không? 4 tuổi, 3 tuổi thôi. Cậu này, con của A Sử còn 2 tuổi rưỡi này.
Vẫn đi luôn. Đi nhanh nhanh, về nhanh nhanh. Mê mê mà mù chi táo. Nhờ chi nhẹ. Mà mà múa. Ôi dồi ôi, thích không? Có thích không? Mấy bạn này có thích không? Ôi sao tốp này bị cắt đuôi rồi. Tốp này toàn các bạn nhỏ thôi. Các bạn nhỏ đi trước không không đi được. À, đây là toàn mi tu mè mè à. Mi tu mi xài mè mè à. Mù chi tàu nè. À. Ôi rồi đi rước đèn về mà các cháu đứt mất đuôi. Đứt mất đuôi rồi. Bây giờ là bày bánh trung thu cho các cháu ăn thôi nhá. Năm 50 bạn à. Mê mê mu chi tao. Ôi ôi. Rước đèn mà rồi bây giờ là có cái kéo của chú đâu nhà mình nhỉ? Có thấy cái kéo chú không? À, bây giờ chú sẽ đi mở bánh nhá. Anh ơi, cô em bê cái thùng này đi. Đây. Các bạn nhỏ ở đây đợi nhá. Nhớ chưa? Lúc nào các chú bảo được là bắt đầu với em vào nhá. Các bạn nhỏ ở đây đợi tí nhá. Ôi dồi. Úi dồi ôi, tuyệt vời quá, hoành tráng quá. Được. Có gì ở trong đấy không? Ừ? Bốc nhá. Bốc đi. Anh cứ ơi, anh lấy cái thang mà lắp cái đèn ở phần phía bên trong nó cũng sáng ra đây mà. Đấy. Đèn của công ty đã bật. Những cái thùng bánh kẹo này được gửi đến từ Hà Nội phải không Tuấn? Vâng. Nhúng. Các cháu hóng lắm rồi. Cái này là cái gì vậy? Cái này kể nhé. À, cái này là con chú cớ. Cái này là con chú cớ. Ừ, trong túi này đúng không anh? Ba chú cớ này. Ừ. Úi dù. Quá tuyệt vời. Rất là nhiều bánh kẹo. Nào, mấy bạn này. Con chú cớ này. Từ từ nhá, xếp hàng ngoài kia đã. Đi ra ngoài kia đã. Đi ra ngoài kia đã nhá. Đi ra ngoài kia đã nhá. Nhớ chưa? Lúc nào chú bảo là được vào ngồi ăn cố thì mới được vào ngồi, nhớ chưa? Nhớ chưa? Đúng rồi, cái này cũng là bánh kẹo. Nào. Kia nào. Bây giờ bánh này là cắt kiểu gì đây? À, bánh nào ấy? Cắt bánh trung thu này. À, bánh trung thu rồi. Mà bánh này thì bao nhiêu cắt? Cắt bốn đi. Ờ, cắt bốn này. Hả? Cái này bánh ơi, vẫn là bánh hết cả thôi. Bánh bóc ra hết. Từ từ nhá, bây giờ các bánh trung thu đi nhỉ. Anh bỏ này ra cho em đi. Bỏ này ra anh ơi. Có chiếu đâu nhỉ? Đây không, là mình cũng toàn là vỏ thôi. Cái đồ nào cũng toàn là vỏ thôi. Không cần phải giải chiếu đâu. Bánh này để đây luôn. Bánh này để trong hộp như này luôn. Đây mấy bạn kia nào, mấy bạn bí tu này. Đi ăn kia, bỏ này ra giúp em với. Bỏ cái này ra giúp em đấy, để mình lấy một cái thùng để ấy, để đựng cái vỏ này ấy. Nào bí tu đi ra kia, đi ra kia. Đợi một tí nhá. Đợi một tí. Cắt. Đang là bày dài thôi nhỉ, tốt nhỉ. Bày dài hẳn đi. Anh đổ cho em tí. Nhưng mà có mỗi cái chiếu thì cũng không giải quyết được gì. Đây, có mỗi cái chiếu không giải quyết được gì đâu. Nào đi ra kia đợi nhá, bí tu đi ra kia. Đi ra kia đợi nhanh lên. À, của con của anh à? À, cháu của anh gì? Đợi tí nhá. Ném mặt này hết. Đợi tí lúc nào được thì chú khác bảo nhá.
có vẻ cắt bánh hơi lâu một tí thôi. Bóc ra đây, xong rồi chia đi. Cắt bốn này. Có môi khẩu cắt bánh à? Anh đĩa hộ em bày tí. Các bạn đang ngóng lắm rồi. Không ngóng rồi. Dưới là còn bánh kẹo nữa. Bánh kẹo nữa. Ừ. Anh ơi, lấy bim ra bày hết cho em đi. Nào, kia. Kia nhá. Mì ở đây giúp chú xong rồi chia bánh rồi nhá. Cái đỏ xong rồi cái trắng là đi kèm với nhau nhá. Biết chưa? Một cái đỏ là một cái trắng nhá. Này, cầm hai cái để ở đầu kia xong rồi cứ chia nhau đều nhá. Được chưa? Được. Không, mình cứ để đấy tí các cháu được mỗi người miếng thôi, không được mỗi người cái. Ừ. Cứ xếp để đấy thì đúng rồi. Được chưa? Nào bây giờ cho các cháu nhỏ vào một nửa bên này, một nửa bên này nha. Nhá, ngồi lúc nào các chú bảo là phá cố một đứa ăn nhớ chưa? Các cháu nhớ chưa? Bây giờ các cháu cứ vào ngồi trước đã nhá. Ngồi đàng hoàng đã. Nào, bây giờ các cháu di chuyển sang đây nào, một bên sang bên kia. Nào. Từ từ. Nào đây. Sang bên kia nữa đây. Khi nào các chú bảo ăn thì mới được ăn nhá. Nhớ chưa? Nào bình tĩnh. Sang bên kia. Từ từ bình tĩnh nhá. Nhớ chưa? Bình tĩnh nhá. Nào, các cháu ơi, dồn sang bên này. Đây. Nào, ngồi vào. Đây, sang bên kia cậu ơi. Sang bên kia. Sang bên kia. Cái tủ này ngồi vào, bên kia còn nhiều nữa này, bên kia còn đầy này. Nào, sang bên này nào. Bỏ dép hết nhá. Nào, úi dồi ôi. Mỉ tí ngồi ngoài gần chú. Có vẻ hơi đuối không? Sao ấy? Không đủ chỗ ngồi à Tuấn? Không, đủ. Ngồi dồn vào nhá. Đó, bạn ấy đi vào ngồi. Hay là kéo dài thêm một tí nữa đi nhỉ? Ngồi dồn vào nhá. Dịch gần nhau một tí nhá. Ôi rồi, dịch gần nhau lắm rồi. Bé này chưa ngồi được à? Ok chưa? Kéo nối đầu bên kia sang bên kia thêm một tí cho các cháu thoải mái một tí đi. Dịch về đây đi các cháu ơi. Nào, dịch về đây nhá. Các bé này dịch về đây nhá. Cho các cháu thoải mái một tí. Dịch ra đây nữa. Rồi. Ai già kín đấy nhỉ. Nào, chú nhờ tí nhá. Chú nhờ lấy mấy kẹo này. Đúng rồi, ngồi à. Bạn này nhích lại ngồi gần đây cho chú. Đúng rồi. Ngồi rong lùi ra tí. Không kéo đâu anh. Kéo nó là nhiều quá. Kéo nó là. Thế nào? Mấy bạn sẽ kéo được.
Kéo nhỉ? Ờ, đúng rồi, đúng rồi, kéo như thế cũng được. Được chưa, được chưa? Nào, ngồi nào, được chưa? Mỗi bạn cầm một gói bim bim trước nào, tí đập cho nó to nào. Nào, mỗi bạn cầm một gói bim bim đây. Cầm một gói bim bim trước nào đây. Để tí đập cho nó to đây. Nào, nào. Nào. Mỗi bạn cầm một gói bim bim đây, các cháu ơi. Nào, cầm nào, mỗi bạn cầm một gói bim bim đây để tí đập cho nó to. Đập cho nó to nhá. Cầm này. Đây, đây, nào, đây, mỗi bạn cầm một gói nhá. Cầm cái này đã nhá, tí nữa cái này vẫn bình tĩnh nhá. Cái này vẫn bình tĩnh, cháu được ăn thôi chưa? Rồi, bây giờ là... Bây giờ thế này nhá. Đấy, rất là vui các bác ạ. Bây giờ có lẽ là các cháu cũng đã rất là hóng rồi nên là bây giờ là cho các cháu ăn dần thôi nhỉ. Ờ, ăn dần thôi. Nào, các cháu ơi. Nào, 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 các cháu ơi. Ơi, 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 câu to tí nào. Nào, các cháu ơi. Ơi, ơi, đây. À, đâu rồi, một đâu rồi. Nào, nào, các cháu ơi. Ơi, hô hô to lên nào. Nào, 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 nào. Hô to lên nhá. Ờ, hô to lên nhá. Các cháu ơi, phải. Ơi, thật to vào nhá. Nào, 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 nào. Sao lại vỗ tay thôi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Nào, cho các cháu dùng đi. Trời ơi. Bây giờ thì chính thức phá cố nhá. Nào, bây giờ ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, mời, mời. Ăn đi, ăn kẹo đi các cháu ơi. À, rồi, ăn đi. Nào, bây giờ là các cháu thích cái gì thì cứ lấy cái đó ăn nhá. Cô lấy đi, lấy cho trẻ con chơi đi, không anh không? Nhá, yeah. Các bậc phụ huynh ơi, giúp là các con dọn rác xong rồi hàng đi nhá. À, hồ anh cớ dọn rác tí nhá, hồ anh cớ dọn rác tí. Đấy, rất vui luôn, các cháu. Đấy, cứ dọn vào trong cái bạt này là được rồi, dọn vào trong bạt này là được rồi. Đi rước đèn nhưng mà là tuyệt vời. Tí nữa thu một cái là được anh cớ ạ, tí thu một cái là được. Đèn rất đẹp luôn, đó là vì hiện tại là đang mưa rồi các bác ạ. Đang mưa luôn rồi. Hồ em cứ dọn rác tí nhá, dọn rác tí nhá. Cứ dọn vào trong bạt này là được rồi. Anh Tuấn này, các cháu bây giờ đi rước đèn mới đẹp này. Bây giờ mới là rước đèn mới đẹp này. Thấy chưa? Đẹp chưa? Đúng là ánh sáng len lỏi vào xóm bản. Tuyệt vời chưa? Đấy, bây giờ mới tuyệt vời này. Nè mà có đèn là quá đẹp luôn, lung linh luôn. Các cháu về nhá, về nhá. Về nhá, bye bye nhá. Bye bye nào các cháu ơi. Bye bye nào các cháu ơi. Nào mọi người hô ép cớ dọn dọn tí đi. Đây, ở đây cũng có một cái nửa thùng quà nữa. À đây à. Thùng quà này thì có gửi cho A Cớ này, tuy nhiên là A Cớ chiều hôm nay lại không có ở nhà, do đó là cháu Tuấn cũng không gửi cho được. Đúng là các cháu quá vui luôn, bố mẹ đón về rực rỡ, chỉ trong vòng 2 phút là không thấy một bóng dáng của bé nào rồi. Vừa đi có kẹo trong túi này. Đấy, xong rồi được ăn no về này, đúng là các cháu ngày hôm nay có một cái trung thu phải nói là rực rỡ đấy. Rực rỡ chưa từng có. Chưa từng có đấy. À, về cái này là phần này là
cô giấu tên ở Hà Nội mong muốn là gửi cho em. Không, cho em của cháu. Cho em của cháu. gửi cho con của cậu. Ôi trời ơi, quý hóa quá nhỉ. Đấy. Cái bên này là gửi cho con của chú Cớ này, chú Cớ này. Này. Thế của cháu không có à? Dạ, của cháu thì nhận hết rồi. Nhận hết rồi. Của cháu nhận hết rồi. Đây nữa này còn là một cái phần bánh trung thu này. Đây là cũng là của cô giấu tên gửi cho cậu. Đấy, gửi cho cậu về, gửi cho các em của cháu. À, các em của cháu. Vâng. Vâng, đấy. Cảm ơn quá. Đây cũng là có một cái phần nữa là gửi cho gia đình nhà chú Cớ nhá. Gửi cho gia đình anh này. Ngày hôm nay anh không có ở nhà nên là em không có trao được. Hôm nay có cả A Sử này, có cả A Hờ này. Đấy, bây giờ còn có hai chỗ nữa. Là của Sinh Di với cả là Súng Nô Phứ nữa. Là hai cái này coi như là đây, cái phần này là của tạm thời là của Tuấn trước đã. Đấy. hai hôm nữa là cháu Tuấn sẽ khoảng 1-2 hôm nữa cháu Tuấn vào đời, cháu Tuấn sẽ vào gửi tới cho hai chị em Sinh Di này và ba chị em Súng Nô và Phứ. Ngày hôm nay phải nói là một ngày thực sự rất là đặc biệt đối với các cháu ở trong thôn Phía Tráng này, được cô giấu tên ở Hà Nội gửi lên cho những cái bánh trung thu, những cái thùng bánh, những cái thùng bánh kẹo nữa. Đấy, và những cái thùng đồ chơi. Đấy, các cháu đi rước đèn hơi sớm một tí. Lẽ ra bây giờ đi thì ánh sáng nó mới rực rỡ. Đúng rồi, bây giờ đi là đẹp. Bây giờ đi là đẹp, là quá đẹp luôn. Thông qua video thì một lần nữa cháu Tuấn xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới cô giấu tên ở Hà Nội cũng như là gia đình của cô. Chúc cô cùng với gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Thực ra là hôm nay là mưa, hơi tiếc một tí. Mưa phùn tí. Không có là cho các cháu đi rước đèn. Phải nói là ngay ở phần đầu video thì Minh Hiếu cùng với cháu Tuấn cũng đã nói qua là một cái Tết Trung Thu rất là đặc biệt đến với các cháu ở một cái thôn vùng sâu, vùng xa. Một cái tình cảm đặc biệt của cô giáo tiên Hà Nội đã gửi những món quà đến với các cháu, cũng như là đến với Minh Hiếu rồi là các cái hoàn cảnh khó khăn khác cũng được quà Trung Thu. Giờ phút này thì có lẽ là bây giờ là hiện tại là cũng 7 giờ hơn tí rồi, 7 hay 8 giờ gì đấy, buổi tối đấy. 7 giờ. Thì sau khi Minh Hiếu cùng với cháu Tuấn là cũng đã tổ chức Trung Thu cho các cháu, phải nói là xong rồi. Các cháu rất là vui, rất là hoan hỉ. Thì kết thúc một cái chương trình phải nói là rất là ý nghĩa và rất là tuyệt vời. Các cháu phải nói là có lẽ là có những bạn đẻ ra từ bé đến giờ là hôm nay là chưa được ăn bánh Trung Thu. Trung Thu đầu tiên đấy, và được ăn bánh Trung Thu đấy. Còn có lẽ là bánh kẹo là có lẽ là bố mẹ đi chợ là được mua rồi, nhưng chiếc bánh Trung Thu thì đúng rất là khó vào những dịp như thế này. Còn ở những cái bạn ấy Minh Hiếu nói, ví dụ như ở những cái bạn mà ở ngoài phố hoặc là ngoài thị trấn thì người ta đón Trung Thu rất là rực rỡ cách đây một tuần rồi. Đấy, nên là như thế. Còn các bạn ở vùng sâu vùng xa thì có những cái thiệt thòi nhất định. Do vậy là một cái Tết Trung Thu mà được tổ chức cho các cháu ở đây thì phải nói là một cái điều rất là tuyệt vời rồi. Và Minh Hiếu cũng nhận được một cái món quà của cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở Hà Nội gửi cho con của Minh Hiếu, rồi là gửi cho Minh Hiếu. Thông qua video này cho Minh Hiếu xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới cô Mạnh Thường Quân đã có món quà gửi cho Minh Hiếu. Đấy. Rất là tuyệt vời, Quân. Rồi, cảm ơn cậu. Một cái tình cảm rất là đặc biệt từ cô giấu tên Hà Nội. Bao như cháu Tuấn đã nói ở phần đầu video là cô giấu tên đã đồng hành cùng với cháu Tuấn, gắn bó với Xính, Mỉ với Minh và bây giờ thêm cả bé già nữa. Cô cũng chia sẻ với cháu Tuấn rằng cô coi các cháu Xính, Mỉ và Minh giống như con cháu ở trong nhà của mình vậy. Đấy là một cái lý do ngày hôm nay đã là ngày 16 âm rồi, nhưng mà video thì mới phát được. Đấy, có lẽ là thời điểm video phát thì sẽ là ngày 16 âm. Đấy, bởi vì là cô giấu tên thì rất là quý các bạn Xính, Mỉ và Minh. Do đó là hai bạn Xính, Mỉ là đi học. Đấy, nên là cô giấu tên mong muốn là tổ chức khi nào mà có cả cháu Xính với cháu Mỉ về nhà thì đấy là tuyệt vời nhất. Đấy, thì ngày hôm nay là chiều thứ 6, các cháu Xính, Mỉ cũng đi học về và có cả tất cả những cái con em ở trong cái thôn này cũng đều lên rất là đều. Đấy, và các cháu có cái để mà ăn rồi, xong rồi là có cái để gói đi về. Phải nói thật sự rất quý các bác ạ. Một cái bánh trung thu có thể là bằng nửa
cái sinh ngô của người ta rồi thì làm sao mà người ta có điều kiện để mà mua đây, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay có được như vậy là một cái tình cảm rất đặc biệt từ cô giấu tên gửi đến em cả các con nhỏ ở trong thôn này. Và thông qua video một lần nữa, cháu Tuấn xin được gửi lời cảm ơn tới cô giấu tên ở Hà Nội rất là nhiều. Và có lẽ là bây giờ cũng khá là muộn rồi, hai cậu cháu cũng xin khép lại video tại đây và di chuyển đi về. Cậu còn điều gì muốn nhắn nhủ nữa không? Không có gì cả rồi. Nào bây giờ nào, đấy nào. Ui ui dồi ôi, hai cháu này chuồn rồi. Nào. Nào. Xin chào.